tình yêu hạnh phúc tràn đầy, dù bao sóng gió không thể xua buồn phiền, chỉ cần cố gắng để được thương yêu trong vòng tay mẹ yêu dấu. Ngồi trong lửa bếp bập bùng, nhìn khói bếp trắng không hề phai ngày nào, tình yêu ấm áp mẹ dành cho chuyện gì vậy mà sao vô cái là ăn liền vậy, đói lắm hả? Cái gì vậy, cái gì vậy? Từ 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 từ, trời ơi, miếng nước, miếng nước, mắc nghẹn, mắc nghẹn, em lấy cho, mắc nghẹn. Ê, bánh ngon quá, ai làm ngon vậy? Tôi làm chứ ai làm. Nè nè, uống nước đi, có chuyện gì vậy? Trời ơi ha, rồi bánh ngon thiệt á. Bình tĩnh. Sao? Kể từng chi tiết tôi nghe. Kể từng chi tiết hả? Đây, rất là hoành tráng đây, con trai. Đầy đủ chất dinh dưỡng. Đùi gà, hamburger, khoai tây chiên, rau trộn, sốt marsala. Mời hai cha con ăn đi. Tôi ăn còn không nổi ở nó. Sao vậy? Ăn món này hả gì? Ừ, ăn món này mắc tiền lắm đó con. Còn món khác gì? Con thèm món gì con nói đi, dì làm cho con. Dạ, dì có thể nấu cho con như là cà chua cá lóc nè, cá kho tộ nè, cá kèo. Cá kèo. Dạ. Cá kèo muối chiên phải không? Dạ. Là muối sả ớt cũng được phải không? Cái nào cũng được. Được rồi, đợi dì chút nha, dì đi ra cửa hàng dì mua cho con. Ở dì? Không, dì hiểu lầm ý con. Ý của con là con muốn dì nấu xong á gia đình mình cùng nhau ăn, con muốn được cái không khí gia đình ấm cúng cái gì. Hiểu chưa? Trời đất ơi, cái gì mà khó khăn quá vậy? Ông thấy không, nó yêu sách với tôi chưa? Ông nó mà thèm cái gì á thì tôi đi mua cho nó. Nó ở bên Mỹ có một mình nó, bây giờ nó muốn về nó ngồi nó ăn cái kiểu như vậy là cùng với tôi với bà, có cái không khí gia đình, có cha có mẹ có con, hiểu không? Dạ dạ. Cái không khí đó thì tôi ra ngoài cửa hàng tôi mua về đây thì ba người ăn cũng nói chuyện cũng vui vẻ, cũng không khí gia đình. Bắt tôi làm là sao? Cá tôi đâu có biết làm. Ông sống tôi bao lâu nay ông biết mà, trời nó có sao kỳ vậy? Dạ dạ dạ. Con ông nó về tôi cũng thương nó đâu mà tôi ghét nó đâu. Nó thèm cái gì thì đi ra tôi mua. Có ai mà nói bà không thương nó đâu. Mình phải nấu nướng rồi ngồi ăn này kia nọ, do chính tay bà nấu thì nó mới lan cái không khí gia đình. Nó đi ra ngoài đường mua thì đi ra ngoài đường bà, mua bà. Kéo dân là ngoài đường ăn cũng được vậy bà. Trời ơi, muốn không khí gia đình thì ra ngoài đường mà mua, để về nhà ba người ngồi nói chuyện ở nhà này thì cũng không khí gia đình vậy. À, con hiểu ý của dì. Dạ à, con cũng hiểu ý của ba con. Nhưng mà dì à, chị cho phép con à, con sẽ không làm phiền gì về buổi ăn nữa, và cũng không làm phiền gì về chỗ ở. Xin phép con đi nha, nha dì. Con đi đâu? Đi vô phòng hả? Nè nè, đi vô phòng dạ, thì đem à. Đi, đi nè, đi vô phòng khóa, đi vô phòng đem theo này ăn này con. Mày nói bộn. Nghĩ sao mày biểu nó cầm nó vô phòng ăn? Thì nó thấy cái này vợ sợ, không thấy ông nội ngoại nó rồi. Mình bà ăn đi, ông nội tôi cũng không dám ăn rồi, nãy giờ bà để nè. Cái mùi không cũng muốn điên rồi. Con ơi. Trời đất ơi, cái hồi nào vô mời tôi không ăn cái gì, tôi mua vợ ăn cái đấy nè. Nay có con về cái mà yêu sách nè. Trời ơi, ông một ông trời chịu nổi ta hai ông trời. Ông trời cha, ông trời con. Đó đó, rồi ba cái đồ này nè. Rồi không ăn phải không? Mà tôi ăn luôn. Đó. Trời ơi, tôi ăn hết tôi tròn vo nè, mà hễ tôi buồn là tôi giận là tôi ăn à. Tôi buồn tôi giận tôi ăn cánh gà nè, tôi ăn mày cho đỡ tức à. Có vậy thôi đó. Không có chuyện gì đâu quan trọng đâu. Đó mà là bỏ nhà đi gì đó. Mà tôi thấy vậy cũng khỏe. Bây giờ ở mình nhà tôi ăn gì nào, tôi ngủ gì nào, khỏi hầu hạ ai hết. Sướng không? Thiệt khỏe không? Không. À, thấy chưa? Nói vậy chứ ở mình cũng buồn chứ. Có nghe người ta nói đó là tình yêu của người đàn ông là đi qua đường bao tử. Có nghe không? Có nghe. Mà tin không? Giờ mới tin đi nè. Đó, thấy chưa? Chính vì bây giờ vậy nè, mình phải có chiêu mới được. Chiêu gì? Chiêu gì? Chắc chắn á,
giận thì giận nhưng mà phải quay về nhà lấy cái này lấy cái kia, đúng không? Lợi dụng cơ hội đó nắm ông lại. À hiểu rồi, ôm ông cứ ngắt không cho ông ra ngoài đúng không? Không có được. Chứ sao? Là vậy nè, mình phải nấu những bữa ăn thiệt là ngon. Tại vì cái đó đó là cái anh Tám đang cần để giữ chân ổng lại, hiểu chưa? Khó quá à, nào dự biết nấu đâu, mua không à. Mà bây giờ muốn kéo chồng về không? Muốn chứ sao, muốn chồng mình mà. Ừ, nay nấu món gì mà hoành tráng vậy nè? Bữa nay chúng ta sẽ nấu cái món bún mắm. Bún mắm? Rồi cái món rượu tôi nói nghe tôi khoái ăn lắm á. Đúng rồi, bún mắm là đặc sản của người miền Nam đó. Ừ, cái món đó mà nấu lên không có giấu ai được đâu đó. Tôm nứt cái lỗ mũi luôn á. Cái món này á, đặc biệt á là mình phải hầm xương. Cho nên bây giờ trước tiên phải hầm xương. Hầm xương hả? Ừ, rồi bây giờ về đi. À, đây. Bây giờ mình sẽ bỏ xương vào mình hầm nha. Mình sẽ cho một chút xíu muối. À, cái nồi nước này là Hạnh đã bỏ muối vô rồi nha, một chút xíu muối thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bỏ hết. Trong cái quá trình nó sôi đó thì chúng ta phải hớt bọt thì nước dùng của chúng ta mới được trong. Rồi trong khi chờ đợi cho cái nồi nước dùng sôi, bây giờ làm cái món gì nữa? Mắm. Mắm. Đây là mắm lóc. Mắm lóc. Mắm linh và mắm sặc. Dưa mắm. Phi lê cá lóc. Tôm. Mực. Thịt heo quay. Thịt heo quay. Thơm nè, sả cây nè, ngải nè, riềng, gừng, hành. Gia vị thì sẽ có là sả bầm nè, rồi me nè, mỡ và tốt mỡ, đường, nước mắm và bột nêm. Nghe nói không là muốn khủng hoảng thì sao mà nhiều món như vậy, là sao tôi nhớ hả bà? Chưa, nhưng mà còn nữa, tất cả những cái món đó đó khi mà chúng ta dọn ra ăn thì nó phải có rau nữa chứ. Bún mắm mà không có rau thì làm sao mà ngon được. À, chúng ta sẽ có sả cây nè, hẹ, kèo nèo, bắp chuối. Chuối nè, rồi giá nữa. Giá, đúng rồi. Chanh nè, ớt nè, húng cây và ngò gai. Nhưng Dung có thắc mắc gì nè. Sao? Nấu mắm thì là mấy mắm này là nấu, còn cái mắm dưa mắm này là ta ăn sống mà tại sao bỏ vô nữa? Mình nấu chung cái dưa mắm này á, nó sẽ làm cái nước dùng của mình nó ngọt nè, nó đậm đà hơn. Vậy đó hả? Hiểu chưa? Bây giờ đây, đem tôm ra để mà cắt tôm. Cắt tôm. Đúng rồi. Đây. Xong rồi mình sẽ là khứa từng khúc cá phi lê ra, đúng không? Rồi mực nữa chứ. Đây. Mực là phải cắt phải không? Cắt tôm. Tôm cắt sao? Nào giờ có làm đâu mà biết. Mình sẽ cắt bỏ, đúng không? Mình sẽ cắt bỏ cái này tôm đi. Đó. Nói cho dì Tám nghe nha. Phụ nữ của mình á, chủ yếu là cái bếp. Khi mà mình nấu một cái món ăn ngon, chồng mình ăn, con mình ăn, cảm thấy rằng là ngon quá. Sẽ thấy hạnh phúc. Và từ cái hạnh phúc đó thấy mình sẽ đẹp dần lên. Cái gì? Đẹp dần trong mắt chồng á hả? Dạ. Là phải nấu ăn mỗi ngày hả? Dạ. Trời ơi, nấu ăn mỗi ngày rồi tôi ngày nào tôi cũng ăn nhiều vậy, tôi tròn vo rồi, tôi có đẹp trong mắt ổng không trời? Mình cắt sẵn như vậy rồi chút nữa mình luộc sơ. Đúng rồi. Vớt ra. Rồi cái nước đó dục hả? Hả? Nước gì dục? Cái nước luộc nè. Trời ơi, từ từ bình tĩnh chút xíu đó. Khi mà cái nồi nước dùng này đã được rồi chứ gì. Đó, nhớ hớt bọt nha. Hớt bọt hả? Sao chưa? Ngon quá ha. Rồi, bây giờ lột thêm hành cho Hạnh đi. Hành lột rồi kìa. Cái hành này là mình bỏ vô nồi nước dùng để cho nó thơm. Còn cái hành này thì sắc ra để một hồi xào với tớt mỡ với xả cho nó sạch sạch lại. Giờ lột hả? Lột rồi cắt hả? Nước nó sôi đó là mình phải hớt bọt nha. Cái gì không biết nữa. Khóc nào đâu khóc. Khóc thì cứ khóc đi, ở đây có hai đứa mình thôi. Nói thì thôi chứ khóc cho đã đi. Hạnh cũng vậy đó, mỗi lần giận cái gì là la lên. Xong rồi là mình bỏ. Còn hay là buồn, khóc. Khóc xong rồi là quên liền. Không để buồn. Khóc đâu mà khóc bà ơi. Thôi ghét mà. Lộn của Hạnh đây nè. Giấu chị. Cái ông chết luôn nè. Trời ơi, bởi tôi nói ghét của nào rồi trao của đó nè. Hồi nào có gì có động móng tay đâu. Mà giờ phải lột ra cái quỷ này nè. Trời ơi sao nó cay cái sợ vậy nè trời. Giờ cắt hả? Rồi rắc nhỏ ra. Cho mày cay nè.
cho mày cay nè. Người ta có một cái kêu bằng cái mẹo đó. Gì? Khi mà sắc hành nè hay là sắc ớt nè là có một cái tô nước. Chi? Nó sẽ không làm cho mình cay và chảy nước mắt. Vậy đó hả? Chị đi mẹo là vậy đó hả? Ừ. Thuốc hành này chúng ta chợ cho mua cho rồi đi cắt mệt quá đi. Nhớ nha, cái nồi nước dùng là phải hớt bọt để cho nước nó được trong nha. Nó sâu quá rồi kìa. Dạ. Cay quá. Sắc như mua củi vậy. Vậy là hay lắm rồi đó, nào giờ có sắc đâu. Bỏ vô, ở đâu dễ nha. Bây giờ lọc cái nước xương này ra nha. Chứ không phải để vậy đâu. À vậy hả? Dạ. Ủa sao phải chia làm đôi vậy? Là tại vì mình sẽ có hai phần đó, 1/3 cái nước dùng á là mình để mình lọc mắm, còn lại đó là mình sẽ luộc nào là cá nè, mực nè, tôm nè, vớt ra liền vậy đó hả. Rồi bây giờ bắt đầu làm. Bỏ vô đi này. Đây bây giờ là lấy cho mình cái dĩa cái không dĩa. Mấy dĩa? Một dĩa được rồi. Dĩa hả? Trời ơi sao mà để gì mà cao dữ vậy nè trời. Cái nhà ôi thiệt tình. Chiều cao tôi thì khiêm tốn mà để gì mà cao dữ vậy mới nữa. Đụng sơ rồi chúng ta sẽ vớt ra ngay nha. Có cần phải đậy nắp lại cho nó lẹ không? Đậy nắp lại đi cho nó lẹ. Nắp chút xíu rồi ha. Ừ, đậy nắp đi. Đó, nè nè nè, bên kia nấu mắm đúng không? Bỏ vô đi. Không, nhanh lắm. Để mình vớt ra cái đã, rồi mình sau khi đó là anh sẽ bỏ nào là thơm nè, xả cây nè, củ riêng nè. Cái này là gì ạ? Củ ngải. À, hành nè, rồi gừng. Vậy để tôi sắc thơm cho nha. Ừ, thơm cho. Coi chuyện nước tay nha. Thấy không? Chấm dai chanh cúng không? Để tôi sẽ vớt ra nha. Vớt ra hả? Ngon quá. Cái rau mực ăn nó giòn hơn cái con mực đúng không? Tôm càng. Tôm càng. Đây mình cầm cho. Cái nước này nó đục quá rồi, hồi mình có phải lọc lại không? Cái nước này chúng ta sẽ lọc mắm. Ngon quá. Rồi, anh sẽ bỏ tất cả những thứ này thành hầm nha. Lâu thì ta mới nhậu một lần. Lâu thì ta mới giận vợ một lần. Sao lại giận vợ? Rất là buồn. Chuyện vợ chồng thì đôi khi... Sao? Vợ chồng sao? Đôi khi sao? Đôi khi như bát đũa nó xô thôi. Nhưng mà này, ông ơi, dở quá. Biết như này về nhà tôi nhậu sướng hơn. Bà vợ tôi làm món nào ra món ấy. Ngon lắm, ăn như này đâu. Đàn ông mà khóc à? Kìa. Ông khóc nhổ. Trời ơi. Ông kể tôi nghe đi. Chuyện gì đáng để cho ông phải gào thét như thế? Tôi tức lắm luôn. Cái chuyện nó là như vậy nè. Con à, nghe lời ba. Nè con trai. Thôi mà đừng có đi mà. Con ở nước ngoài không à, lâu lâu mới được ở gần ba mà. Con dọn ra khách sạn, lâu lâu con cũng về thăm ba mà, ba lo cái gì? Mà ba phải hiểu cho con. Con ở khách sạn, con muốn bài biện gì cũng bài biện á, không ảnh hưởng ai. Ở đây á, mất công người ta nói nữa. Nhưng bây giờ con muốn đi ra khách sạn về không? Vậy dạ. Thôi ba nhất quyết ba đi với con. Con ở đâu ba ở đó, cha đâu con đó nghe con. Hả? Trời. Ba ra khách sạn ở với con hả? Ừ. Giờ con đi nha ba. Có gì con alo cho ba. Nè mà khoan nghe ba nói. Dạ. Xuống dưới chờ ba nghe. Ê, xuống dưới chờ ba nghe. Xuống dưới chờ ba. Dạ con biết mà. Dạ. Chờ ba lấy quần áo ba đi theo dạ, con nha. Dạ. Vậy con nghe, chờ dạ. ba lấy quần áo ba theo con. Trời ơi. Nè. Hả? Ông đi đâu vậy? Tôi đi theo con, tôi đi ra khách sạn. Cái gì? Ông nói cái gì? Hả? Ông ra khách sạn hả? Ừ. Trời ơi, ông Tám ơi là ông Tám, ông nghĩ sao vậy? Cái gì vậy?
ông già hai thứ tóc rồi ông sinh tật phải không? Ông ra khách sạn làm gì? Ra khách sạn là chỉ có mèo má gà đồng mà thôi. Ông hẹn con nào rồi đó? Ông hẹn con nào? Không có hẹn con nào hết. Bà coi lại bà đi. Sao? Hả? Bà đối xử với con tôi như thế nào? Bây giờ nó đòi ra khách sạn kia nó ở kìa. Nó sợ ở đây nó bị phiền phức kìa. Bây giờ tôi vô tôi lấy quần áo tôi đi theo nó ra khách sạn luôn. Mà tôi không cần vô lấy quần áo, tôi đi ra luôn. Trời, ông đi cái gì mà ông mới đừng có đi. Tôi bực quá đi ông ơi, ơi không. Ông đừng có đi. Không cần quần áo, đi ra ngoài tôi mua. Ông đi thang bộ hả? Ừ. Trời ơi, từ tầng 25 mà ông đi xuống thang bộ hả? Trời ơi, ông yêu ông con ông hơn tôi phải không? Trời. Bà nghĩ sao? Trời ơi, tôi đi nhầm cái thang lộn. Mình quá. Trời đất ơi là trời ơi. Tôi không bao giờ bước chân về cái nhà đó nữa. Rồi bây giờ Hạnh sẽ bỏ mắm vô để một hồi nó rã mắm ra là bắt đầu chúng ta phải lọc lấy nước. À đúng rồi, lọc lấy nước. Ừ. Là xong rồi phải ăn được rồi phải không? Chưa, còn nữa. Trời ơi sao nhiều con đoạn quá vậy trời. Ê chà, mắc công quá ha. Chứ bây giờ mình thèm ăn tô bún mình ra ngoài đường mình mua một tô ăn xong là rồi. Trời ơi còn biết bao nhiêu thời giờ mình làm cái chuyện khác chứ đâu mà đứng đó mình nấu trời. Xác thịt. Bữa nào ở nhà mình tự nấu đi, xong cái mình rủ chồng nè, rồi rủ con mình xuống nấu chung. Trời, vui lắm, hả? Vui lắm. Bắt chứa mình. Thành thấy là anh Tám mình cũng có cái máu là hề dữ lắm đó chứ. Ồ, hai chồng vui lắm. Ừ. À, rồi ha. Ôi, tôi phải về tôi khoe với ổng là cái thịt này là tôi cắt đó nha. Rồi. À. Dạ xong. Chưa. Xong rồi. Dạ chưa. Gì nữa? Mực. Cắt mực nữa hả? Dạ. Này cái món này mà nấu nghe không thể nào mà giấu ai được hết trơn trời. Thấy chưa? Ai nói rằng là Tám không có nấu ăn được, Tám cũng khéo lắm chứ. Trời ơi, tại tôi không nấu á. Đúng. Tôi mà nấu là tôi mở nhà hàng luôn đó. Đúng. Xong rồi phải không? Mình nêm nếm lại. Cái không nêm cũng quan trọng lắm nha bà. Đúng. Thêm đường đi nè. Đó. Ê chà. Sao? Ôi cái này nóng lắm, đưa cái này. Trời ơi. Được chưa? Xuất sắc tuyệt vời. Rồi mình tiếp tục mình phải làm nữa nè. Bỏ bún đoạn liền. Chưa. Ủa chưa nữa hả? Đấy, bây giờ là mình phải làm cái xả thôi chứ. À, xả mở xả hả? Ừ. Bỏ vô ha. Rồi được chưa? Rồi bỏ xải được chưa? Từ từ để cho nó hơi xe lại chút xíu nữa nha. À cho cái hành ha. Lấy phần ớt dùm hành cái. Ủa bỏ ớt nữa hả? Dạ. Lấy nguyên dĩa này đây. Nguyên dĩa hả? Ừ, đây làm sao ớt gì? Đó, hành chỉ cần cắt bỏ cái cuốn đi xong mình bẻ rồi bỏ vô đây. Ủa vậy đó hả? Dạ. Cắt rồi. Ồ cay chết à. Bà cắt vậy đó hả? Mấy trái? Bốn mấy trái. Thôi, cứ cài quý vị. Khoan từ từ. Chưa hả? Khoan từ từ là bỏ xả. Chị cắt sẵn nha, cắt sẵn nha. Cắt sẵn mấy trái nha. Cài xé hỏng rồi nghe. Wow, thơm quá nha. Rồi chừng nào mới bỏ ớt vô. Rồi, bỏ vô đi. Bỏ vô luôn hả? Rồi. Trời ơi. Ủa, cài xé hỏng luôn á. Cái này giống như lạp sa tế gì đó đúng không? Là cái này là xong rồi phải không? Mà ăn được rồi phải không? Chưa. Sao chưa hoài vậy? Nè, cái món bún mắm á, nó có cái đặc biệt nữa là nước mắm me. Mắm me làm sao? Như cái me này là mình về làm me sao? Me đó là mình sẽ lấy nước sôi ha. Ừ. Rồi mình đổ vô. Mình đổ vô để cho mình lấy cái phần thịt me thôi. Ừ. Sau đó mình sẽ bỏ là đường với nước mắm. Nhưng mà phải vừa phải thôi nha, đừng có làm mà nó mất cái vị chua là mất luôn cái đặc biệt của nước mắm me đó. Vậy để vậy là mình ăn chứ còn phải nấu lên không? Hả? Còn phải nấu lên. Nấu chứ. Muốn nấu nó cho thay rắc rối vậy. Không phải muốn ăn chua thì tôi sẽ cắt chanh tôi ăn đại nặng vô cho rồi chi mà rắc rối vậy trời. Rồi. Bây giờ vậy. Tôi bỏ vô đây nha. Đó. Đi đi. Quá hấp dẫn đúng không? Ồ thơm quá ha. Đến cái công đoạn là chúng ta sẽ làm nước mắm me.
dầm nước sôi với me để lấy cái phần thịt của nó, đúng không? Rồi. Tôi nói thiệt, mà cái món này ra ngoài đường mua ăn tô là xong, trời đã coi nấu nãy giờ mà chưa được ăn nữa. Nè, muốn chồng về không hay là muốn ở khách sạn? Tất nhiên là muốn chồng về rồi, nhưng mà nghĩ tới cái nấu ăn thì tôi mệt mỏi quá à. Rồi được rồi ha. Rồi, nè, mình lọc vậy, mình lọc phải không? Cầm đây ha. Đây cầm cho. Được chưa? Nè, nói nghe nè, cái này cần phải nấu hả ta? Nếu mình không nấu được không, mình chỉ lấy nước sôi mình đổ mình ngâm này thôi. Đừng bỏ đường, bỏ nước mắm vô là được rồi, cần gì phải nấu? Nhưng mà nước thịt me nó cũng sẽ không ra hết được đâu. À, được chưa? Nó sẽ không ngon. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ đường vô. Được, ha? Được. À, bỏ đường vô cho nó bớt chua. Đó. Rồi bỏ gì nữa nè? Nước mắm. Nước mắm hả? Đó, đây đó. Mình đỏ cho. Rồi đâu đem thử coi. Khoan, để đợi cho đường nó tan ra đã nha. Ừ, để mình lấy đồ mình đựng nha. Công nhận bà Hạnh, bà công chung ngôn Hạnh á, đúng là tên Hạnh mà. Cái gì cũng giỏi trơn á, trời. Có, nhưng mà vấn đề nè, mình cố tâm, mình học. Mình để ý, để mình muốn cho chồng ăn ngon, con ăn ngon. Cho nên là ban đầu mình sẽ làm sẽ dở, mình không có khéo được đâu. Nhưng mà từ từ. Đúng, từ từ. Chắc tôi phải học quá à. Rồi ăn được rồi phải không? Chưa nữa, sao lâu vậy? Nó xong rồi nè, mắm me xong rồi nè, xả phi rồi nè, còn gì nữa? Cà gì? Cà tím hả? Trời ơi, thì hồi nãy nấu trong cái nước dùng đó, mình cắt cà bỏ vô thơm rồi bỏ chung vô mấy cái kia đi. Không có được. Tám ơi, Tám tao có biết không á, là cái cà tím á nó là thuộc loại rau. Tám mà bỏ trước một cái rồi á sẽ nó rã ra làm sao mà ngon. Nó mềm đúng không? Rồi. Cái nào là gần ăn mới bỏ vô hả? Được. Rồi đây nè, cà trái cà này cắt lẻ đi, trời nó bụng quá bà ơi. Rồi. Đây. Bỏ này ra nha. Thấp. Với bao vỏ. Không. Đặc biệt là cái món cà tím này chúng ta không có bào hả? Bào, chúng ta để nguyên. Để nguyên vỏ hả? Là đợi nước sôi rồi mình mới bỏ vô vớt ra liền. À, vớt ra liền hả? Vớt ra liền chứ không sôi nó mềm đúng không? Đúng rồi. Nhưng cái cà tím này nè, sao khi mà mình để lâu quá nó cũng sẽ đổi màu, hiểu chưa? Cho nên chúng hả? Ta sẽ phải làm liền, bằng không chúng ta sẽ lấy một cái tô đổ muối vô xong rồi vừa cắt xong bỏ vô liền. À, mình ngâm nước đó cho nó không có bị tái màu phải không? Dạ đúng. Mình xắt cái gì cũng được, hay là mình xắt ngang hay xắt khúc gì cũng được. À, tùy theo cái khẩu vị ăn của gia đình thôi. À, vậy đó hả? Bây giờ thế này, về đến đây rồi thì vào nhà tôi nhậu một bữa cho vui vẻ đi. Thôi, mọi chuyện tính sau. Bấm vô vào. À, bộ Đức về đó. Vậy hả? Trời ơi, công nhận á, ông Đức này ông hay thiệt, cái mũi thính ghê vậy nha. Mở cửa vô, mở cửa vô cho. Rồi. Bây giờ đi vô nhà ông một chút rồi tôi sẽ tìm đường tôi đi vào nhà tôi. Nha. Ê, ông sai rồi nghe ông nội. Ai sai? Nhà này nhà của tôi. Đây là nhà tôi. Ông sai rồi nghe không? Ông nói ông rủ tôi về nhà ông. Đây là nhà tôi. Nhà của đó. Tôi. Còn người gạt tay tôi là vợ tôi. Ông sai rồi. Đây là nhà của tôi. Ông lộn rồi ông nội ơi. Ông nói về nhà ông chứ đi là về nhà tôi. Số nhà tôi. Tại đây. Sao lại có một chai tương ớt di động ở đây? Tôi nói gì? Đây là vợ tôi. Bây giờ nói nghe nè, bấm chuông kêu cửa người ta ra mở cửa, tại sao sờ rần không chịu vô? Bây giờ tôi hỏi nè, có vô hay không? Vô thì vô, còn không vô tôi đóng cửa. Thấy không, chính xác đây là nhà của tôi. Trời ơi, chết tôi rồi ông ơi, cái điều này sao tôi cảm thấy nó lạ lẫm quá. Bà vợ tôi chưa bao giờ mà bà mà ăn mặc cái kiểu như vậy hết trơn. Đây là nhà của vợ tôi. Ủa? Sao chuyện gì vậy mà đứng trước cửa nhà lần sợ vậy? Thôi vô nhà đi chứ. Đây chính thức là vợ tôi. Ủa gì kỳ là không hiểu ta. Thôi vô. Vô đi rồi sẽ hiểu. Lộn nhà trời. Vô, làm gì vậy? Bỡ ngỡ quá. Vô đi. Anh Tám, vô nhà đi. Ai?
Đây, nhà ai đây? Thôi thôi mà, thôi vô 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 được. Nhà ai? Nhà này nhà ai? Nhà hết rồi đây nè. Này nhà tôi hay là... Nhà tôi đây. Nhà đây. Tôi. Tôi thấy có bà vợ tôi là tôi biết nhà tôi. Hả? À. Tôi anh uống chừng mới có nhiêu 6-7 chai thôi mà cái gì dữ vậy? Hả? À. Đúng không? Thôi, ngồi xuống. Có nhà tôi nè. Bởi vậy nhiều khi uống nụ cười này khó chịu quá. Uống 6-7 chai chịu không nổi. Lý do là buồn. Tuổi yêu sức cao. Cái gì? Tuổi cao sức yếu. Cho nên thôi đi với cái giỡn hoài à. Thôi nè. Này, sao hai vợ chồng nhìn nhau mà kiểu gì mà ánh mắt mang hình viên đạn thế? Ở nhà tôi hai người đình chiến này. Ờ đúng rồi, đừng có giận nhau nữa mà. Giận nhau làm gì? Về đây để mà ăn á. Ồ, thơm nha. À, sẵn bữa cái thôi anh Tám dì Tám ở đây dùng cơm chung gia đình luôn nha. Ừ. Nha. Đặc biệt, món đặc biệt, nghe mùi rồi đúng không? Ừ. Tám, vô bếp đi, nhanh lên. Trời ơi, người ta nấu cũng bày đặt mặt tập về đi theo, có biết nấu đâu mà bày đặt. Ông phải tập tìm cảm xúc mới này. Hôm nay tôi nhìn thấy bà Tám xàm như con ngựa vằn. Sao? Như con ngựa vằn. Khoan, khoan. Ai đây? Hello. Con hả? Con đang thang máy nè, con đang đứng đợi ba. À hả? Con ở thang máy đợi hả? Ba ra liền. Đứng thang máy vậy không? Rồi, ba ra liền. Ba ra nhanh nha. Rú rít đi. Gặp nhau mà cứ như đi chữa cháy cứu hỏa ấy. Vô đây con. Vô đây. Vô đây con. Đây. Cỡ dài ra. Ai ông đứng. Tỉnh đi. Trời ơi, thấy con tôi là tôi tỉnh rồi. Đây, con trai tôi nè. Thấy chưa, con trai hết hồn. Năm mày cao thế con. Dạ, cao giống bà. Cái bà ngựa vằn vậy. Chỉ đứng đến nửa người con thế nhỉ? Thì bởi vậy mới nói. Trời ơi, cũng khéo mà, khéo lắm. Thằng cu này đây, phải không? Ừ. Nó thèm ăn món Việt Nam phải không? Đúng, thằng Khoa. Hôm nay ăn choáng luôn. Đó. Ăn món Việt Nam. Ngửi thấy mùi gì không? Ngửi được không con? Mùi quen quá. Mùi bún mắm đúng không chú? Bún mắm. Ăn bún mắm. Dạ, con nói thật chứ chú, lâu lắm rồi con không được ăn bún mắm. Đó, thấy chưa? Trời ơi, con được ước thầy. Dạ. Nó thích món Việt Nam. Nó đâu chịu mấy cái món Tây Tàu gì đâu. Đợi đi ăn bún mắm con. Dạ, dạ. Ôi ôi, thơm ngào ngạt. Ồ. Cái bún mắm mày ngon là bữa nay tôi nấu đó nghe bà Hạnh. Bà chỉ là chỉ bà bỏ đồ vô thôi, còn đêm nếu là tôi đấy các bạn. Ôi, cái món đầu tiên tôi nấu nó ngon quá trời ơi. Để đây qua đây tôi trang điểm cho nó, Trang trí. Trang trí hả? Trang trí món ăn. Bà tôi quen trang điểm rồi, tôi kêu trang điểm. Đây nè. Trời ơi, đẹp quá. Mấy ông đang xỉn xỉn ha, mà ăn cái tô bún mắm mà nó nóng hổi nghe vừa thổi vừa ăn này nè. Mấy ông tỉnh liền. Mời mọi người cùng ăn nha. Ăn nóng mới ngon. Ăn đi. Dạ. Các con đâu rồi? Nó có xin phép là cho nó đi xem phim. Xong rồi nó về nó ăn sau mình. Nước chan, nước mắm me vô mới là đúng hương vị đó. Mới ngon. Dạ, thấy chưa? Đây, dạ đây. Cái chuyển qua đây. Đây, tôi để tôi múc cho thằng con tôi. Dạ. Cảm ơn chị nhiều thôi. Lắm. Chị đúng là có chờ có chị. Cho nên mới có một bữa ăn ngon như vậy. Tôi múc cho thằng con tôi. Ý. Đây nè, nước mắm me nè con. Dạ. Bữa nó sắp rồi like. Không sao, like của mình chứ không phải là like của ai. Rồi. Ba. Rồi con. Ăn dạ. Đi con, bỏ cái xả vô trong này ăn mới ngon. Dạ. Nha, bỏ rau cù nèo vô con. Ông xứng nữa nè. Cái này là cù nèo. Cù nèo, cái này là bông súng. Cái này là rau đắng. Rau đắng, dạ. Ngon không con? Được. Dạ ngon, quá ngon. Cảm ơn con nhiều. Này em nấu quá ngon. Ngon hả? Sao? Này nấu ngon. Anh Tám thấy sao, ngon không? Bây giờ tôi hỏi thằng con tôi nó ngon hay không, tức là tôi ngon à. Rồi, vừa miệng không con? Dạ ngon. Vừa miệng không cái anh à? Vừa miệng. Cái món này á. Dạ. Má con nêm nếm đó, má con nấu đó. Ừ.
Cái gì vậy? À, dở bộ đi, cứ làm quá luôn. Thiệt á? Không ăn thấy ngon không? Ngon. Con ăn thấy ngon không? Dạ ngon. Dì nấu đó con. Tại vì dì biết là con ở bên nước ngoài, con thèm ăn món Việt Nam. Dì nấu cái bữa ăn đây á là vì ba con của con. Dạ. Con cảm ơn dì, cảm ơn ba, cảm ơn cô chủ Đức. Thật sự mà nói là con đi học nước ngoài mấy năm nay thì con chưa từng được có bữa ăn ngon ở Việt Nam như vậy. Đặc biệt là không con thèm gia đình, đúng không? Cả không khí gia đình nữa. Và hôm nay được ăn như vậy con biết nói gì hơn. Con chỉ biết dạ con cảm ơn má. Má hả? Cảm ơn ba. Một lần nữa cảm ơn cô chú Đức. Nè, má không phải nổi con chứ, tại má thèm nấu đó chứ. Không, má mà nấu ra trời ơi, má mở nhà hàng mà má thèm. Dạ. Rồi nè, mai con thèm ăn gì đó con nói đi, cái má qua đây má rủ anh. Má rủ gì anh chợ cái hai dê mình nấu hay cho con ăn. Dọn đồ về nha con, đừng ở khách sạn nữa. Ê trời ơi, bà ơi, cảm ơn nhiều nha. Ê ông Đức ơi, không không này, từ này sắp tới mà nếu như tôi với ông mà có hẹn nhau đi nhậu á thì mình đi mình nói chuyện vui thôi nghe, không có nói chuyện buồn nữa. Ơi ơi, hôm nay vợ tôi số 1 rồi. Cha cũng kỳ quá, mình vui cũng khóc, buồn cũng khóc. Khi nãy khóc tu tu như trẻ con, hôm nay ăn ngon nó chuyển câu con cảm ơn má cái là khóc ngay. Thôi, ăn đi con, nè ăn nóng đi con. Dạ con mời mọi người. Mà thật sự là tôi cảm ơn mình nha. Vô. Mọi người này, nhờ vợ tôi là hôm nay chúng mình khai quật được một tài năng nấu bếp nha. Đẹp ơi. Ngon. Ngon. Xương ống rửa sạch, bắt nồi nước sôi cho xương vào hầm lấy nước ngọt, nhớ vớt bọt cho nước được trong. Mực, cá lóc cắt khoanh, tôm càng cắt râu, cho vào nồi nước dùng nấu chín vớt ra để nguội. Lấy 1/3 nước dùng cho củ riềng, củ ngải, xả đập dập, hành tím nướng sơ, cho vào nồi nấu nhỏ lửa. Lấy 1/3 nước hầm xương nấu với các loại mắm, sau đó lượt lại bỏ bã. Hòa từ từ nước nấu mắm vào nồi nước dùng, nấu sôi rồi nêm nếm vừa khẩu vị. Bắt chảo nóng, cho mỡ, hành tím, xả, tất cả chúng ta sẽ xên cho sệt lại, không để cho xả cháy. Cà tím cắt miếng nhỏ, trụng trong nồi nước mắm vừa chín tới thì vớt ra. Me nấu với nước sôi, lọc bỏ xác, xên lại với nước mắm và đường nhưng không để mất vị chua. Tình yêu hạnh phúc tràn đầy, dù bao sóng gió không thể xua buồn phiền, chỉ cần cố gắng để được thương yêu trong vòng tay mẹ yêu dấu. Ngồi trong lửa bếp bập bùng, nhìn khói bếp trắng không hề phai ngày nào, tình yêu ấm áp mẹ dành cho con.